Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt để tiếp tục về series chú tìm. Thì ngày hôm nay là chúng tôi sẽ làm thử thách chú tìm ở nhà mới của tôi các bạn nhá. Đấy, nhà tuy rằng nó chưa xong, bên trong thì nó cũng rất là bừa bộn, vì thế là có rất nhiều chỗ trốn cho mấy anh em. Và ngày hôm nay là có 4 người chơi: Phòng, Côn, Hưng và Hiếu. Bởi vì là cái nhà này nó cũng chỗ trốn thì cũng khá là ít, vì thế là tôi sẽ chỉ có đúng 20 phút để đi tìm thôi nhá. Rồi các bạn ơi, hôm nay trốn tìm ở nhà anh Ngọt các bạn ơi, lại nhà mới xây các bạn ơi. Có vẻ hôm nay anh Ngọt cũng quảng cáo đôi chút cái nhà về cái nhà của mình xem có đẹp, xem các bạn con mừng có đẹp hay không nhé các bạn nhé. Không nói nhiều, hôm nay mút 1 triệu của anh Ngọt nhá. Ôi các bạn ơi, riêng nguyên cái tầng 2 là tôi lát nền các bạn ơi. Nhưng viên gạch hở nào mà tôi có thể tôi móc lên tôi chui vào đằng được. Bạn chờ tôi nhá các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, thì nói chung hôm nay trốn tìm ở nhà mới với Ngọt thì cái nhà này một tay tôi thiết kế, một tay tôi thuê công nhân làm lên, thì nói chung là cái ngóc ngách nào tôi cũng biết các bạn ơi. Thì hôm nay là cái chỗ nào mà kín nhất thì tôi sẽ trú ở đấy nhá, để lấy 1 triệu các bạn ơi. Các bạn ơi, tôi là vua trốn tìm thì cần gì phải nói nhiều. Các bạn ơi, kèo là tôi mà không nhất tôi sẽ nhường cho chúng nó nhất nhá các bạn nhá. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Đại thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Đấy, bây giờ mọi người sẽ đi. Các bạn ơi, thì bây giờ là mọi người sẽ bắt đầu đi trốn rồi các bạn nhá. Tôi chả biết là ông nào trốn ở đâu cả. Tôi nghe thấy sột soạt cũng thấy chuyện nó cũng rầm rộ lắm các bạn ơi. Giờ thì tôi sẽ đợi chờ ở đây và trong vòng 10 phút thì tôi sẽ tìm một vài quả hồng xiêm để tôi ăn các bạn nhá. Thì tôi nghĩ là thử thách ngày hôm nay nó cũng hơi khó cho mọi người, nhưng mà khó thì nó mới thử thách đúng không? Lâu lắm mà không chơi trốn tìm đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, anh em của tôi đã tập kết hết ở trong nhà này rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn khuôn viên trong nhà thì cũng rất là ok nhá. Thì đây là tầng 1 các bạn ơi. Bọn tôi đang đàm phán ngắm nghía xem chỗ nào trốn không các bạn ơi. Trời ơi, tầng Hưng đang ngắm trong nhà vệ sinh rồi các bạn ơi. Còn tầng Phòng đang ngắm trong đây. Còn anh Côn ngắm đâu ấy? Tôi cứ lên tầng 2. Rồi các bạn ơi, anh Côn sẽ lên tầng 2 nhá. Rồi. Tôi sẽ ở tầng 1 các bạn ơi. Mày tầng 1 chỗ nào? Phòng chó gì? À quên, nhà vệ sinh gì? Chắc là nhà vệ sinh cả. Rồi thằng này, một. Tôi lên tầng 2 cho nó mắt. Rồi lên tầng 2 hết nhá. Rồi các bạn ơi. Còn riêng tôi đầu óc nó có các bạn ơi, tôi xui hết thằng đấy tí tôi để bán. Thì bây giờ tôi sẽ dưới bếp các bạn ơi. Khuôn viên ở vùng quanh nhà nhé các bạn nhé, chứ không vào trong nhà các bạn ơi nhé, luẩn. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay là thử thách trốn tìm ở nhà mới các bạn ơi. Thì tôi lựa chọn trên tầng 2 các bạn nhé. Đấy các bạn này, ở đây thì phòng trống lắm các bạn ơi. Nếu mà ra ngoài này thì các bạn thấy không, không luẩn đi đâu được, ra đây cũng chết các bạn ơi. Nhưng tôi giờ đi tìm chỗ nào nó thật là kín các bạn ơi. Tôi nghĩ ở tầng 2 là khó. Hay là bây giờ luẩn ra ngoài kia nhỉ, chờ ngoài kia luôn nhỉ. Thế này đi đấy. Tiếp tục các bạn nhé. Phòng này tôi thấy cũng trống trơn này. Thế này thì bị bắt chết. Rồi, lựa chọn của tôi chắc là chỉ là cái nhà vệ sinh tầng 2 nhé. Cái phòng này thì cũng như mấy phòng kia. Tôi sẽ vào đây trốn các bạn nhé. Đấy, vào đây trốn thì là thượng sách nhất. Ok các bạn ơi. Tôi thì không trốn cả một chỗ các bạn. Tôi sẽ đi luồn xung quanh các bạn nhé. Đấy, về phòng này, phòng anh Ngọt chưa thiết kế xong các bạn ạ. Ui ôi nhá, anh tôi gặp gì đây đấy? Tao tưởng mày là thằng ngộ ác anh Ngọt cơ. Có bếp ga có việc gì đâu, đã có đâu mà anh đã vào trộm xong liều bán được bao nhiêu? Bếp điện thấy bảo đồn 6 triệu. 6 triệu? Ừ. Múc không? Chìa múc nhá. Chìa tối. Ừ. Tao nói như chạy lận đấy. Ừ, chạy lận rồi. Cầm máy nghèo còn 18 nhá. Thì tôi hiện tại đã trèo lên tầng 2 nhá các bạn nhá. Thì hiện tại tôi đang đứng ở chỗ bồn nước này các bạn ơi. Thì tôi ở lên đây là chỗ cao và chỗ xa nhất rồi các bạn ạ. Hy vọng bác Ngọt có 20 phút thì chưa đủ thời gian để trèo lên đây các bạn. Thì kèo lại tôi ăn này các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là 10 phút dành cho mọi người đi trốn đã hết. Bây giờ tôi sẽ có 20 phút để đi tìm các bạn ạ. Một căn nhà thì cũng khá là bé nhưng mà sẽ có 20 phút để đi tìm các bạn ơi. Đấy, giờ tôi sẽ bắt đầu bấm giờ nhá. Đấy, hy vọng là hôm nay tôi sẽ bắt được hết tất cả mọi người đây. Đấy, đây là khu vực bếp nhà tôi này. Đó, và trong nhà thì tôi nghĩ là khu bếp này là cũng chưa xong. Đấy, giờ tôi sẽ là tìm ở trong nhà các bạn nhá. Và thử thách ngày hôm nay chỉ trốn trong nhà mới thôi, còn không được đi ra ngoài. Đó, giờ tôi sẽ bắt đầu vào từng vị trí một. Đầu tiên là đi vào phòng khách các bạn nhá. À, đây là phòng khách thì có ông chú của tôi đang ngồi đây là chơi tài xỉu các bạn nhá. Đó, thì giờ tôi bắt đầu tìm. Hưng ơi, ôi thì hai anh em đi trốn mà cứ đứng cùng nhau như này mà cho mày bị bắt trước thì em có tiếc không? Tiếc thì có tiếc chứ anh, bao nhiêu lần anh em mình cũng cùng nhau sát sườn với karaoke chạy lợn rồi, thì bỏ tiền nó tiếc. Em vẫn nợ tiền anh đấy. Trộm cái bếp đấy anh còn nhớ cái vụ hôm giờ, vụ nào? Em mi ở trên cầu 18. Cầu 18 anh không. Đã, hôm đấy anh em còn bo hộ anh ấy. Không biết là trong cái khu gian thờ này là có ông nào giúp không? Các bạn ơi, như vậy là ở đây là không có các bạn nhá. Căn bản nhà tôi thì cũng
mới xây nó chưa có đồ đạc gì nhiều. Thế hôm nay tôi mới gài kèo tất cả mọi người các bạn ơi. Đấy, 20 phút thì làm gì tôi không bắt được hết. Đấy các bạn này, ở dưới như cái này thì không thể nào mà trốn được các bạn nhá. Các bạn ơi, thì lúc vào đây tôi thấy nhà bác Ngọt có đàn chó con mới đẻ các bạn. Thì tôi nghĩ là Hiếu này chắc là cái thú tính này nổi lên các bạn ơi. Thì tôi nghĩ tí là đang trốn phùng hưng kiểu gì cũng lén ra ăn lặng các bạn ơi. Kiểu gì hôm nay cái đàn chó đấy cũng mất, gọi là nửa già các bạn ơi. Đầu tiên là tôi cứ tìm ở cái tầng 1 trước các bạn ơi. Tìm ở tầng 1 trước xem nào, khả năng là gầm cầu thang là xem có. À các bạn ơi, như vậy là gầm cầu thang không có. Tôi sẽ tìm ở cái tầng 1 trước, sau khi hết tầng 1 thì tôi sẽ chuyển sang tầng 2. Và thử thách ngày hôm nay thì là cho mọi người luồn thoải mái nhé các bạn nhé. Các bạn này, ở đây cũng không có rồi. Ở đây là những cái đồ đạc của người ta. Công nhân người ta làm, không phải công nhân mà mấy cái người làm mà giúp việc mấy cái người thợ người tôi vứt đồ đạc ở đây các bạn này. Như vậy là phòng này không có. Ok, ơi, nếu được 1 triệu hôm nay em sẽ làm gì? 1 triệu hôm nay thì em sẽ dành 690.000 để em mua kem chống nắng cho bạn gái nhé. Mới này còn lại số tiền còn lại thì em sẽ dành tiền để em nói chung là em nghiên cứu về những cái cầu đẹp. Thì em ăn cơm cứt được không cho anh ạ? Anh ơi, anh em mình tình nghĩa anh em trên đấy thôi, trên video thôi anh ạ. Còn ngoài thì anh em mình số nào mặc ai vẫn thân cho anh. Thì thôi mày đi chết thì tao sẽ đi mách chẳng. Anh ngồi cho bắt mày trước thì tao ăn 1 triệu trước. Đấy, mày ở đây nên một chút của mình đi, tao đi chỗ khác. Cả đây. Ở đây cửa sổ này thì vẫn đóng như này nhé bạn nhá. Tôi nghĩ là chắc không ông nào được ra đâu. Tôi nghe thấy anh đang đi vào đây các bạn này. Tôi sẽ lắp vào đây anh cậu nhé. Bỏ vệ sinh đây không thể là giúp được. À cả đây. Khả năng là ở cái trên này các bạn này. Trên này là có một cái vị trí của cái đây là cái gì không biết này. Cái thang hốc gì đấy các bạn ơi. Khả năng tôi sẽ trèo ra đây tôi nhìn xem nào. Các bạn ơi. Như vậy là trên đây lại không có người các bạn nhá. Nếu mà có người tôi nhìn thấy phát tôi thấy ngay. Và các bạn biết đấy, tôi đi ra vào đây tôi gặp thằng Hưng giật lấy của mình luôn các bạn này. Thì thằng Hưng lấp trong đây khả năng thằng đấy quảng cao rồi các bạn ơi. Thì tôi cứ lấp ở đằng sau này, anh Ngọt về đầu này tôi lại nhảy vào trong này. Ngọt vào trong này tôi lại vòng về đằng kia. Tôi luồn vùng quanh đây, anh Ngọt cả đời không bắt được tôi các bạn. Các bạn ơi, tiếp tục vào phòng này các bạn nhá. Cái phòng này thì nó thông sang cái cửa bên kia. Rồi. Các bạn ơi, như vậy là người đầu tư bị bắt là em Hưng nhá. Em Hưng đúng không? Hưng này. Đúng yếu rồi, anh này đúng không? Điên rồi, anh đã gặp đâu? Thế vừa Hiếu đây à? Hiếu ở đây đấy. Tốt. Em tưởng Hiếu mai anh đấy. Bạn ơi, như vậy là Hưng bị bắt đầu tiên. Em tính toán thế nào? Em giúp một cái chỗ này. Tôi thì sẵn chết các bạn, tôi đánh đuổi rồi. Anh Ngọt vào nhanh quá, tôi không chịu nhảy kia đâu bạn. Tốt quá. Thế các bạn ơi, như vậy là Hưng nó bảo là Hiếu rồi ở khu vực này. Các bạn ơi, quả này Hưng quả này. Hưng quả này dễ sận rồi các bạn ơi. Tôi lại luồn ra ngoài này luôn các bạn ơi. Tôi lại đứng đây thôi các bạn ơi. Đấy, cứ ra đây tôi nhìn phát ra đây tôi lại luồn bên kia. Quả này anh Côn khả năng gọi cả vợ anh Ngọt ra đây quay tôi không quay được các bạn nhé. Các bạn ơi. Có nghe thấy không? Các bạn ơi. Ở đây là cái khu vực nhà bếp nó thông với cả cái gian kia nhà tôi, kiểu như là nó chưa làm cửa xong ấy. Các bạn ơi, như vậy là ở đây thì không có nhá. Nói chung là không sao. Coi như là tầng 1 thì tôi đã tìm thấy hết rồi. Đấy các bạn ơi. Tôi khả năng tôi sẽ phải tìm lại. Các bạn là sẽ có thằng nó chơi luẩn các bạn ơi. Đó. Ở ngoài này thì là nói chung là không được trốn rồi các bạn ơi. Ngoài này ví dụ mà trốn sang bên này thì là bị phạm quy các bạn ạ. Các bạn là cái chỗ bên này nó là vẫn là cái khu vực thuộc nhà cũ các bạn ơi. Đấy, trốn bên đấy lại phạm quy. Không biết có ông nào mà trèo lên cây hồng xiêm không. Thì vừa đi lên thì tôi thấy anh Côn đã lảng vảng ở mấy cái chỗ đám cây. Tôi nghĩ là hình như là định leo lên mái nhà các bạn ạ. Chứ là để chạy thế mà nếu một tí nó mà ngã xuống thì ai về đi viện. Nhưng mà chẳng may là mà ngã xuống kêu ủi cái nhưng mà nó không kêu lên nổi thì ai biết. Thì lúc đi thì ai bảo. Các bạn ơi, như vậy là thời gian này đã trôi hết 4 phút thì tôi bắt được em Hưng các bạn nhá. Đó. Đã bắt được Hưng rồi. Thì giờ tiếp tục là tôi sẽ đi tìm người tiếp theo các bạn nhá. Và bây giờ tôi sẽ đi lên tầng khu vực tầng 2 này. Cậu này, 20 phút để đi bắt mọi người thật sự là một cái thử thách đúng không? Với tôi nó đơn giản quá này. Đây các bạn này, tầng 2 thì không biết là có ông nào giúp không. Các bạn này,
Đây phòng cũng khá là nhiều các bạn ạ. Tôi chỉ sợ người luẩn thôi. Chứ còn cái tội bảo mật trốn thì nói chung là không ông nào trốn được. Các bạn ơi, ở đây thì không có đâu bạn. Khả năng tôi chơi chiến thuật lại sai lầm các bạn ơi. Khả năng cứ ở dưới để chơi luẩn luẩn khéo lại thắng các bạn ơi. Trèo lên cao này xa thật nhưng mà trèo lên đây là không có chỗ luẩn rồi. Nếu mà bác Ngọt trèo lên đây gắn là tóm sống luôn. Khả năng sai lầm rồi các bạn ạ. Thử xem là trong này có không nhá. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Như vậy người tiếp theo bị bắt là phòng nhá. Phòng ơi. Sao mày tổ tè thế? Giờ chứ nhà nghề đưa trốn. Rồi các bạn ơi. Cái phòng chú ở đây, cái này vừa đi vệ sinh kìa. Thôi thế. Em buồn. Thôi các bạn ơi, như vậy phòng là người tiếp theo phải bắt nhá. Đó. Đã hai người. Thì là thời gian rồi. Các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 5 phút rưỡi. Đó. Các bạn ơi, phòng thế nào này? Vệ sinh thứ hai. Các bạn ơi, ở sau cái cửa là có vẻ là cũng rất là nghi ngờ các bạn ơi. Các bạn, tôi phải tìm hết để sau cái cửa đi các bạn nhá. Các bạn ơi, ở những cái rìa này các bạn ơi, ở những cái rìa này khả năng là sẽ có người trốn. Ở đây thì không có. Ok. Rồi, tôi sẽ lại tiếp tục di chuyển. Các bạn ơi, tôi đứng ở kia, tôi lại nhìn thấy đây là cái bếp điện các bạn này. Điện các bạn này rất chi là ngon các bạn này. Điện cầm rất đỏ. Cái bếp này thì nhấc nó cũng dễ các bạn này. Nhấc phát là rút điện, nhấc nào phát ra. Nhà tôi ga đang hết các bạn. Khả năng là anh Ngọt đang mãi đi tìm kỳ, khả năng tôi nhấc tạm này về mượn anh Ngọt trước, kiểu ứng trước các bạn. Chứ tình hạn này ga tốn lắm các bạn nhé. Không nói nhiều, bây giờ tôi sẽ tắt cam đi, tôi nhấc trộm cái bếp điện này về nhé các bạn nhé. Ờ các bạn ơi, như vậy là thời gian là trôi hết 6 phút rưỡi nhé. Thì tôi đã bắt được hai người, bắt được Phòng, bắt được Hưng. Bây giờ là còn Hiếu với cả Côn các bạn. Như lúc đầu đánh giá là Côn vẫn là người mạnh nhất của các bạn ơi, riêng người chơi trốn tìm. Nhưng bạn này, ở đây thì không có đâu. Nhưng mà tóm lại là trong vòng 20 phút thì tôi cũng xích hết tất cả mọi người. Các bạn cứ yên tâm một điều như thế các bạn này. Như vậy là ở cái lan can này cũng không có đấy bạn nhé. Không biết là ở dưới cái ngoái kia là không biết có ông nào trốn không. Thì tí nữa tôi sẽ đi vòng đối này các bạn nhé. Phòng này không có. Thì tất cả là cái phòng của nhà tôi thì nó chưa có đồ đạc gì các bạn này. Vì thế là mọi người trốn thì thực sự nó cũng rất là khó các bạn nhé. Đó, các bạn ơi. Vừa ấy bảo là ngoái ở ngoài này nhưng mà khả năng là không ông nào trốn được ở đây. Đấy bạn ơi, căn bản là ngoái nó cũng khá là dốc. Ông nào mà dốc đây mà trượt chân cái thì là cứ xuống sân kia mà chơi thôi. Ở đây thì không có. Tiếp tục rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở bên lan can bên này các bạn nhé. Lan can bên này thì khả năng là cũng đây không ua các bạn ơi. Vừa nãy có ông nào uống nước ở đây này. À, vừa có ông nào uống nước ở đây này. Đấy các bạn ơi, để lo nước ở đây. Đó, như vậy là ở đây thì cũng không có nhá. À, như vậy là tầng 2 không có. Tôi nghĩ là khả năng là có mấy ông này, ông ấy chơi luẩn thôi, chơi chiến thuật luẩn. À các bạn ơi, khả năng là ở trên khu vực trên mái này. Rồi các bạn ơi, tôi trèo lên trên cao này, tôi quay một vòng các bạn thấy này. Làng tôi toàn nhà cao không? Nhưng mà quá bình thường so với tôi các bạn ơi. Trước tôi trèo lên tháp Eiffel mà một ngày tôi trèo lên hết tháp Eiffel luôn, còn không làm không xi nhê gì chứ thật sự cái nhà này vẫn chưa cao lắm các bạn. Nhà này với tầm 3 tầng thì chưa cao lắm các bạn ơi. Trên mái này là kiểu gì cũng có người trốn. Đấy. Mái sao? Trong phòng này sẽ có người không? Các bạn ơi. Giờ tôi sẽ đi lên mái này các bạn nhá. Mái này hy vọng là sẽ có người trốn ở trên này. Các bạn ở nhà tôi thì thợ người ta vẫn vứt thang ở đây. Đấy, thang ở đây thì là kiểu gì có ông trốn đây. Giờ tôi sẽ bắt đầu leo lên các bạn nhá. Tôi thấy tiếng băng ngoặt phân tích ở lên trên đây rồi các bạn ơi. Khả năng lần này tôi oảng ngồi các bạn ơi. Leo lên một tay cầm máy quay, một tay leo lên khó quá các bạn. Ui, không biết là trên này là có ông nào giúp ở đây không các bạn nhá. Đấy, các bạn này. Ở trên này thì nó hơi tối một tí các bạn nhá. Trên này thì làm gì có chỗ nào trốn nhỉ. Bạn này, cứ tìm ở trên này xem nó có người không. Đấy các bạn này, trong mấy cái hang hóc này thì không ông nào giúp rồi. Đây không có các bạn ơi. Trong cái lỗ này thì không thể nào trèo chui ra được các bạn ơi. Sau khi nhận được cái bếp điện này thì các bạn biết là cái cửa sổ này nó quá nhỏ các bạn này, lại không vừa cái bếp điện kia các bạn này.
sao mấy cái thằng thiết kế cửa này sao nó ngu thế các bạn này. Chắc chỉ cho thằng chủ nhà nó mới đề cập được xây cái cửa sổ nhỏ như thế này thôi các bạn này. Thôi quả này hỏng rồi. Thôi chắc tôi lại phải đặt để cái bếp điện vào vị trí ban đầu thôi nha các bạn nhé. Chui ra đấy phát nó hỏng ngay. Đó. Khó các bạn này. Xem nào. Ui. Trên này vừa tôi nhìn đến đen đen tôi lại tưởng có người. Không, khả năng là trên này cũng không có ai rồi. À các bạn này, khả năng đi ra cái chỗ khu vực bình nước lỏng ở nhà tôi này các bạn này. Ở khu vực ngoài này các bạn nhé. Rồi xem. Rồi các bạn ơi. Như vậy là người tiếp theo bị xích là Côn nhá. Ui, Côn lên đây mát thế hả? Lên tốt. Trên cao giờ mát. Rồi các bạn này, cuối cùng là cũng bắt được Côn nhá. Côn là người bị bắt thứ ba nhá. Côn ơi, sao hôm nay giúp đơn giản thế? Đơn giản gì? Đi giày trèo lên cái mái này nó rất là trơn, mình không dám lên mái trên kia kìa. Con đi giày thì bắt chết đi nhá. Ok các bạn ơi, như vậy là bắt được Côn thì bây giờ là còn là duy nhất một mình Hiếu. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm Hiếu nhá. Tôi hôm nay lại vừa đẫm rồi các bạn này. Đây. Dây điện này các bạn này. Dây điện như thế này đồng nát thì nó thật sự 80.000 một ký, chỗ này cũng được khoảng độ 160 các bạn này. Thì cũng được một mẻ gọi là đấm lưng đấy các bạn này. Hôm nay tôi giàu to rồi các bạn này. Hôm nay tôi ăn lạnh một mình luôn nhé các bạn nhé. Đó các bạn ơi, như vậy là thời gian này trôi hết 13 phút rồi các bạn nhé. Đấy, thì tôi sợ bây giờ là còn đúng một mình thằng Hiếu. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Hiếu là chơi kiểu chơi luẩn rồi. Đấy, nhưng mà tôi vẫn phải tìm lại mấy cái khu vực này. Tôi nghĩ là 100% là nó sẽ chơi luẩn rồi. Chứ còn các bạn là bây giờ mà cứ trôi mà trốn vào một góc nào đó thì tôi xích được ngay. Đấy, khả năng tôi nghĩ là luẩn 100% rồi. Những cái cửa này xem cũng không có các bạn ơi. Giờ cứ tìm từ tầng 2 xuống tầng 1 là kiểu gì cũng ăn trăm các bạn ơi. Luẩn rồi Hiếu ơi. Các bạn ơi, hay là ông này là có khi nào nó cũng phạm quy không nhỉ các bạn nhỉ? Khả năng dễ lắm. Vừa tôi tìm ở cái nhà bếp ý. Đấy, xong khả năng nó cứ luẩn chạy vùng quanh cái nhà các bạn. Các bạn cái chỗ kia, cửa cái phòng kia của tôi thì lúc ấy tôi lại chưa làm cửa ấy. Khả năng là Hiếu nó sẽ luẩn xung quanh đấy các bạn ơi. Tôi cho các bạn xem này các bạn này. Ba cái ông rốt này. Ngồi như chó xem tắt ao. Nó bị bắt được. Cô ấy cũng biết được luẩn rồi. Chúng mày nằm cái đầu óc gì bằng anh. Phải có đầu óc lên luẩn đi. Nhà bé như thế này chúng mày không luẩn thì chả bị bắt. Mày rốt lắm. Mấy thằng chúng mày ngu lắm. Thật thôi tôi không nói chuyện mấy thằng ngu như này nữa các bạn này. Mình là đẳng cấp cao rồi các bạn này. Đây, tôi lại đứng ở đây rồi các bạn này. Các bạn ơi, đi xuống nhà đây các bạn ơi. Đây là ba ông bị bắt rồi. Vẫn ngồi đây. Đây, còn thằng Hiếu cơ, bạn này. Thằng Hiếu thì tôi nghĩ là khả năng là thằng này là chơi chiến thuật luẩn rồi. Bởi vì bây giờ tôi phải phân tích nhé các bạn nhé. Nhà tôi là có hai lối thông vào. Đây các bạn ơi, đây một lối này. Đây là lối này, khả năng bây giờ tôi sẽ làm chiến thuật là tôi sẽ chặn vào đi. Mà tôi không phải chặn. Chặn vào cái này nó hơi khó. Các bạn này, ở đây là không có. Bây giờ sẽ có hai đường. Thứ nhất là cái đường, một là cái đường này. Và thứ hai là một cái đường ở đây. Đấy, đây đúng là cái đường bếp các bạn ơi. Nó nếu mà cứ chạy cả vòng quanh này nó rất là khó tìm như các bạn nhá. Đấy, giờ tôi phải làm cách nào để tôi xích được thằng Hiếu này. Nó chỉ có hai cái đường đấy, phương án đấy thôi các bạn ơi. Hay là giờ tôi không nói gì các bạn nhỉ. Các bạn ơi, cũng rất là khó, không thể nào bắt được nó các bạn ơi. Căn bản là nó cứ chơi đi vòng này, vòng vèo này, khó thật. Không tìm được. Phòng ơi. 30 70. Được. Hả? 40-60 60 á? Ừ. Em mà nhiều thế. Chả nhiều, bây giờ một công cháu bách cũng phải thế. Thôi bạn này, tôi bây giờ bỏ ăn. Bỏ ăn. Bạn này, giờ tôi tính cả rồi. Thôi cửa vào. Đóng cửa, xích miếu với bạn nhé. Anh Ngọt kìa các bạn này. Anh Ngọt đang chỉ tay, đang tìm qua đây này các bạn này. Ủa, may quá các bạn này. May quá anh Ngọt anh đấy không đi vào trong đây. Chắc lại đi vào trong nhà rồi các bạn này. Nhà bếp kia và hai ở đầu này thì tôi nghĩ là khả năng nó sẽ ở đầu này cao hơn. Đấy, giờ tôi sẽ bắt đầu chạy nhá. Đây, rồi bạn ơi, xích sống luôn. Đi rửa đi đâu? Rửa đây đắp chăn giúp cho đây không thành các bạn. Mày đi rửa đây à? Ừ, rửa đây chụp chăn. Thế là từ đấy mà mày cứ rửa theo được nào? Rửa theo vùng quanh đây. Tốt, rồi bạn ơi. Như vậy là cuối cùng tôi đã xích được Hiếu nhá. Đấy, thôi. Xin được chúc mừng em nhá. Đấy, thì là video ngày hôm nay thì tôi đã bắt được hết tất cả mọi người nhá. Thời gian là trôi mới hết được 15 phút các bạn ơi. Không đến 15 phút rồi. Đấy, thì là
Ngày hôm nay thì không có ai giành được tiền thưởng của tôi. Căn bản là cái thử thách ngày hôm nay thực sự nó cũng khá là khó cho tất cả anh em. 20 phút để trốn ở nhà tôi thì nó cũng khó đấy các bạn ạ. Còn đây là một cái video cũng khá là thú vị và các bạn yêu cầu cũng khá là nhiều nhá. Còn nếu thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của các bạn với phần bình luận. Một lời cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.